Hello, hello, xin chào các bạn, đến đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là chiều ngày thứ năm tại Hoa Kỳ, ở Việt Nam đó, các bạn đã bước qua ngày thứ sáu rồi. Một lần nữa chúng ta lại tiến gần đến cuối tuần các bạn. Thường đó, thì tôi nói là một tuần trôi qua sao mà nhanh quá, nhưng mà tuần này thật sự nhanh quá các bạn các bạn nghĩ sao hãy comment bên dưới chứ còn thường thấy tuần này không biết tại sao thường lại cảm thấy là trôi rất là nhanh ngày hôm nay đó chúng ta có rất nhiều tin tức lớn chúng ta có rất nhiều tin tức đến từ forward cũng như là chúng ta sẽ nói tới à, tình hình của bitcoin spot etf và chúng ta cũng sẽ nói tới tình hình chung của thị trường cũng như là có những tin tức liên quan đến ethereum liên quan tới ripple và nhiều tin tức nổi bật khác nhưng mà trước hết chúng ta hãy nhìn vào tình hình chung của thị trường chứng khoán hoa kỳ ngày hôm nay thì là một màu đỏ các bạn tiếp tục có cái sự điều chỉnh chúng ta thấy được là mấy ngày hôm nay đi điều chỉnh liên tục rồi hôm nay điều chỉnh nó cũng khá là nhiều tuy là các bạn nhìn thấy là ba chỉ số này nó giảm khoảng chừng là một trăm mấy phần trăm mà thôi trong thiền crypto đó cái này chẳng đáng là gì nhưng mà đối với một chỉ số lớn ở hoa kỳ đó thì cái này nó coi như là cũng nhiều rồi các bạn chúng ta nhìn thấy là chỉ số dow jones ngày hôm nay đã giảm hơn 500 điểm các bạn giảm một trăm ba mươi lăm phần trăm trong khi nasdaq giảm nhiều hơn một chút giảm 1.4% và S&P 500 thì giảm 1, pre-market bây giờ đó thì các bạn thấy được là xanh nhẹ một chút khoảng chừng là 0.1% mà thôi và ngày mai đó tin tức lớn mà nhiều người chờ đợi đó chính là cái thông tin liên quan đến cái chỉ số thất nghiệp tại Hoa Kỳ các bạn và chúng ta có thể nhìn thấy được là bây giờ đó ước tính vẫn rất là tốt cái tháng vừa rồi đó phần trăm thất nghiệp là 3.9 coi như cũng đã thấp rồi tháng này đó thì người ta ước tính là 3.8 phần trăm mà thôi các bạn và chúng ta thấy là cách đây một ngày đã đã nhận được cái thông tin liên quan đến cái chỉ số việc làm phi nông nghiệp đến từ công ty ADP các bạn đó là cái công ty tư nhân thì cho thấy được là việc làm Hoa Kỳ đó coi như cũng đã ổn định trở lại và thậm chí có những cái sự tiến triển thì kỳ vọng bây giờ ngày mai chúng ta sẽ có một cái thông tin tốt liên quan đến phần trăm thất nghiệp thì cái này đó nó có ảnh hưởng như thế nào đối với thị trường nói chung các bạn thật ra đó chúng ta đã trải qua đối thuận chúng ta đã trải qua cái thời điểm tin tốt là tin xấu, tin xấu là tin tốt rồi. Đó là cái thời điểm mà chúng ta muốn có tin xấu để cho Fed giảm lãi suất các bạn. Chứ nếu như tin tốt hoài thì Fed lại sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Tại vì khi mà nền kinh tế tốt, người ta chi tiêu nhiều và đến làm phát lại tăng cao và Fed lại sẽ muốn tăng lãi suất. Cho nên chúng ta có một cái thời điểm mà tin tốt thành tin xấu và ngược lại. Nhưng mà bây giờ đã thông cảm thấy được là tin tốt là tin tốt, tin xấu định xấu các bạn. Tại vì chủ tịch John Powell cũng đã nói là miễn là mọi thứ như là bây giờ thì chúng ta sẽ có những đợt giảm lãi suất trong năm nay. Cho nên nên chúng ta có được một cái chỉ số phần trăm thất nghiệp tốt ngày mai thì cũng không có ảnh hưởng đến cái chuyện là giảm lãi suất năm nay đâu. Chuyện mà chúng ta nói đến là khi nào giảm lãi suất mà thôi. Chứ còn năm nay giảm lãi suất thì chúng ta được là ngay cả thành viên cực kỳ diều hâu của Fed cũng đã nói là khả năng cũng sẽ có giảm lãi suất ngày hôm nay. Chúng ta sẽ nói thêm về cái người này một lát nữa. Và nếu như mà chúng ta có phần trăm thất nghiệp tốt nên kinh tế tốt ở Hoa Kỳ thì sẽ có hạ cánh mềm các bạn và đó là điều mà chủ tịch John Powell mong muốn. Chúng ta thấy được là ngoại trừ thông tin này ra đó, Chúng ta nhìn vào chỉ số của dầu ngày hôm nay đó Thì vẫn tiếp tục tăng các bạn Bây giờ mức là 86 đô 89 cent rồi Tiếp tục tăng hơn nữa Và chúng ta thấy là hợp đồng của vàng ngày hôm nay đó Thì uh, tuy là giảm chút xíu Nhưng mà chúng ta thấy hợp đồng của vàng Đã liên tục tăng trưởng và đạt đỉnh mới liên tục mấy ngày hôm nay Và cái mức cao đó trong vòng mấy ngày hôm nay Chúng ta có nhìn thấy được là khoảng 2.322 đô cho một ounce vàng Nói chung vàng đang ở đỉnh các bạn Và chúng ta thấy được là những cái chỉ số như là S&P 500 đó thì cũng đã đạt đỉnh cái đây khoảng chừng 2 tuần. Và đó cũng là lúc mà chúng ta thấy là chỉ số của Bitcoin cũng đạt đỉnh cái đây khoảng 2 tuần. Tuy nhiên sau đó đã có một điều chỉnh. Nhưng mà về Bitcoin đây hôm nay cũng rất là tốt các bạn, đã có một cái đợt hồi phục trên 69.000 đô hồi sáng này Bây giờ chúng ta mức là 68.317, nghĩa là vẫn tiếp tục có sự hồi phục và cũng khá là nhanh đó. Về tin tức thị trường nói chung đó, thì chúng ta có cái lời phát biểu hôm nay đến từ chủ tịch Fed ở địa phương Minneapolis, nghĩa là từ bang Minnesota các bạn đó chính là News thì người này đã cũng không có quá lạ đối với các bạn rồi Đây là một trong những thành viên cực kỳ hawkers Nghĩa là cực kỳ diều hâu Nghĩa là những người mà họ luôn muốn tăng lãi suất thắt chặt tiền tệ các bạn đó là tư tưởng của họ và News Scary đó là liên tục nghĩ là chủ tịch John Paul đã không đủ mạnh tay nhưng mà đây cũng chỉ là một chuyên thành viên của phép thôi các bạn và mỗi lần mà nhìn News Scary đó không biết các bạn như thế nào nhưng mà thường đó thì lại nhớ đến Professor X trong X-men các bạn đó chính là cái người này không biết các bạn nghĩ như thế nào nhưng mà News Scary đó ngày hôm nay cũng đã phát biểu và cái tốt, cái xấu các bạn. cái tốt đó là ông nói là có khả năng lãi suất chỉ giảm hai lần trong năm nay, thì đó là tin tức tốt các bạn. ngay cả Newscarry thành viên nhiều hầu nhất của Fed cũng nói là khả năng năm nay sẽ có hai đợt giảm lãi suất. nhưng mà tin tức xấu đó là các bạn biết thị trường kỳ vọng là ba đợt giảm lãi suất, bây giờ Newscarry nói là hai mà thôi. À, và đương nhiên ông cũng không quên chia sẻ các cảm nghĩ tích cực khác như là tôi chẳng thấy bitcoin có thực dụng gì. <laughs> Và đương nhiên như thường chia sẻ đây chỉ là một trong thành viên bỏ phiếu của Fed thôi các bạn. Đây không có đại diện cho tất cả Fed. Hiện bây giờ đó phần lớn vẫn đang nghiêng về là có khả năng chúng ta vẫn sẽ có ba đợt giảm lãi suất chưa có gì thay đổi hết các bạn và chúng ta cũng thấy là cái lời phát biểu của chủ tịch John Powell ngày hôm qua đó tổng chủ tịch của Fed thì cũng như vậy. Cho nên hiện bây giờ đây chúng ta chỉ có thể tiếp tục chờ đợi cho đến mùa hè năm nay xem coi là khi nào giảm lãi suất Kỳ vọng thị trường bây giờ là bắt đầu từ tháng 6 Nhưng mà cái kỳ vọng đó cũng không phải là cao lắm các bạn Đó là cái tháng mà tôi nghĩ sớm nhất có thể giảm lãi suất Chứ không phải là cuộc họp trong tháng 5 này đâu Nhưng mà chúng ta bây giờ hãy tiếp tục với những thông tin khác Thì các bạn thấy được là nói tới lạm phát đó Thì chúng ta cũng có cái chỉ số phần trăm lạm phát CPI Khu vực của Euro đó ở tháng 3 Ở mức là 2.4% ước tính là 2.5 và tháng trước đó là 2.6 như là phần trăm lạm phát ở euro cũng đã giảm xuống rồi và cái này nó cũng tương tự như là cái phần trăm lạm phát ở nước Anh các bạn nói chung là cả thế giới bây giờ họ đã nghiêng về phía là không tiếp tục thắt chặt nữa và sẽ bắt đầu thả lỏng chứ không biết khi nào mà thôi và đương nhiên các bạn thấy là khi nào mà Fed giảm lãi suất tôi nghĩ là sẽ khiến cho nhiều những quốc gia khác giảm lãi suất chung luôn sự thật đó là khi mà Fed tăng lãi suất thì những quốc gia khác cũng tăng lãi suất các bạn thế giới này nó có một cái sự cân bằng vô hình nhất là liên quan đến kinh tế những nền kinh tế lớn đó thì đều có cái sự kết nối lẫn nhau các bạn tại vì có rất là nhiều xuất khẩu và nhập khẩu cho nên khi mà phép tăng hay giảm lãi suất thường sẽ kéo theo những cái ngân hàng trung ương khác cũng sẽ làm như vậy để có thể có được cái sự cân bằng và đó là cái tình hiện tại các bạn nói chung đó, đối với thuận thì cái chu kỳ tăng lãi suất cái chu kỳ siết chặt tiền tệ mà chúng ta đã chứng kiến trong hai năm qua nó có thể đã đến hồi kết rồi chúng ta bây giờ chỉ chờ đợi khi nào mà thả lỏng mà thôi nếu như mà chúng ta có thả lỏng tiền tệ mà không có xảy ra À, suy thoái tài chính thì các bạn thấy được là những tài sản nó sẽ có thể tăng như thế nào. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới Bitcoin đi. Thì các bạn thấy được là hồi sáng này đã Bitcoin cũng đã có sự hồi phục rất là nhanh. Chúng ta nhìn thấy được là giá hồi sáng này đã chợ cho về cái mức là khoảng 69.360 đô. Bây giờ mức là khoảng 68.300 đô cỡ đó các bạn. Thì hôm nay nói chung nó cũng đã có một sự hồi phục nhanh rồi. Chúng ta nhìn thấy được là giá Bitcoin đã từ mức là 71.400 đô xuống tới cái mức thấp đó là vào ngày 3 tháng 4 các bạn. Nghĩa là cách đây chỉ có một một ngày mà thôi ở mức là 64.000 nhưng mà ngay sau đó đã tăng ngược trở lên ở mức là 68.306 hiện tại và chúng ta cũng đã biết là cái sự giảm giá này khiến cho một số người lo lắng cái đó là sự thật các bạn nhưng mà chúng ta cũng thấy được là có rất nhiều người vẫn tiếp tục thu mua nhất là chúng ta nhìn thấy được là cái tài liệu liên quan tới Bitcoin Spot ETF đó vẫn có dòng tiền dương các bạn những nhà đầu tư ở phố đó không lo lắng về đợt giảm này và có nhiều người đó họ có tiền mặt họ đã chờ đợi có một cái đợt giảm để mà thu mua các bạn nhưng mà cái đợt giảm này cũng chưa có gì gọi là sâu đâu chúng ta nhìn thấy được là ngay cả từ cái mức cao là 71.400 đô xuống tới cái mức thấp đó là 64.400 đô thì chỉ giảm không tới 10% các bạn. Chúng ta trên căn bản đó cho đến bây giờ vẫn chưa có chứng kiến một cái đợt giảm lãi suất nào gọi là đáng kể từ sau khi mà có Bitcoin Smart ETF. Chúng ta thấy được là cái đợt mà giảm nhiều nhất đó khoảng 20%. Đương này chúng ta có một đợt giảm là khoảng 18%. Và chúng ta cũng đang nhớ đó những cái nhận định đến từ Crypto Khoan thì chỉ khi nào chúng ta thấy dòng tiền âm liên tục trong Bitcoin Spot ETF đó chúng ta mới có một sự điều chỉnh đáng kể mà thôi. Thì đến bây giờ chúng ta vẫn chưa thực sự thấy dòng tiền âm đáng kể nào hết. Chúng ta có một tuần có dòng tiền âm liên tục nhưng mà cái tuần trước đó đó dòng tiền dương cực kỳ mạnh các bạn và tuần này chúng ta lại tiếp tục nhìn thấy dòng tiền dương và tuần vừa rồi cũng như vậy cho nên trên căn bản chúng ta vẫn liên tục có dòng tiền dương ở trong thị trường Bitcoin Spot ETF và cái quan hệ như thế nào đó thì các bạn đã biết rồi nó không phải là quan hệ trực tiếp mà là cái quan hệ gián tiếp cho nên nó rất là khó đón các bạn khó để mà biết được là bao nhiêu tiền từ Bitcoin Spot ETF nó thực sự chảy qua thị trường Spot tại vì phần lớn giao dịch ở trên sàn OTC thôi các bạn. Khi mà các bạn mua hay bán bitcoin spot ETF đó, thì cái phần dư ra hàng ngày âm hay dương đó được xử lý ở trên sàn OTC. Nếu như mà sàn OTC không còn đủ lực mua hay bán nữa thì mới lên trên sàn spot. Cho nên rất khó để mà ước tính. Nhưng mà cái nhận định chung hiện bây giờ là miễn là dòng tiền của bitcoin spot ETF đó vẫn liên tục xanh thì rất khó để có một cái được điều chỉnh sâu. Đó là cái nhận định hiện bây giờ chúng ta không biết chắc chắn nhưng mà đó là quan điểm chung. Nhưng mà các bạn thấy được là có một cái biểu đồ được chia sẻ bởi Bitcoin Archive thì biểu đồ này nó cũng không cho chúng ta thấy rõ những con số như thế nào nhưng mà dựa theo biểu đồ này đó thì chúng ta đang có những cái quỹ hedge fund đang short Bitcoin rất là nhiều và đương nhiên đó là điều chúng ta muốn các bạn thấy được lý do tại sao mà giá Bitcoin xuống nhanh trong thời gian gần đây đó chính là chúng ta có nhiều lệnh long bị thanh lý và nếu như các bạn muốn thấy giá Bitcoin tăng chữ nhanh trở lại đó thì chúng ta muốn thấy nhiều lệnh short bị thanh lý tại vì khi mà giá tăng đó khiến cho lệnh short bị thanh lý sẽ dẫn đến là những người mà họ mượn Bitcoin để mà bán đó tại vì họ đang short mà họ phải mua Bitcoin để mà trả lại cho sàn và cái lực mua đó sẽ đẩy Bitcoin tăng lên nữa và khiến cho nhiều định số bị thanh lý và họ lại tiếp tục mua đó là hiện tượng short squeeze các bạn ngược lại so với hiện tượng chúng ta đã nhìn thấy cái đây khoảng chừng hai ngày thì không biết là có bao nhiêu volume số hiện tại cho nên thường cũng không có rõ khi mà nhìn vào biểu đồ này nhưng mà dựa theo thông tin là đang có rất nhiều quỹ hedge fund đang số hiện tại không biết là bao nhiêu nhưng mà chúng ta cũng tiếp tục thấy trong cái đợt giảm này đó thì có những nhà đầu tư ngắn hạn đây là cái biểu đồ trên Classno các bạn và đối với biểu đồ Classno đó thì họ tính những nhà đầu tư ngắn hạn là họ đồ dưới 155 ngày và họ chỉ tính ra vào trên ví thôi Cho họ không biết được là những người này mua mức giá nào. Nhưng mà dựa theo cái động thái trên on -chain đó thì cho thấy được là những nhà đầu tư ngắn hạn vẫn tiếp tục cắt lỗ các bạn, có thể là những người mà họ đã tham gia vào gần đây đó, họ mua ở những mức cao giống như là 70.000, 71, 72, 73.000 thì chúng ta cũng thấy được là có một số những động thái là những cái bịch Bitcoin đó được di chuyển và có nghĩa là họ đang cắt lỗ dựa theo tài liệu trên Classno hiện tại và cũng như là những cái chỉ số liên quan đến những cái lệnh đòn bẩy bị thanh lý khi mà giá đi xuống đó, chúng ta cũng muốn thấy nhiều người cắt lỗ các bạn và như vậy chúng ta mới có cơ hội thấy được cái mức thấp của thời điểm này rồi sau đó Bitcoin mới bắt đầu là có cái sự tăng trưởng trở lại Và chúng ta có thể nhìn thấy một tài liệu khác nữa Cũng liên quan đến những đầu tư ngắn hạn các bạn Nhưng mà tài liệu này đến từ Crypto Khoan Thì nói chung nó cũng tương tự như vậy Chúng ta thấy được là những cái Bitcoin được di chuyển gần đây đó Đến từ những cái địa chỉ ví mà lưu trữ Bitcoin dưới 155 ngày Thì chúng ta cũng thấy được là bên dưới này đó có nghĩa là những Bitcoin đi di chuyển cái mức đã thấp hơn cái mức khi nạp vào nghĩa là cái dấu hiệu cắt lỗ thì đây là hai biểu đồ cho chúng ta thấy cùng một cái thông tin đó chính là chúng ta thật sự có những nhà đầu tư ngắn hạn có thể là họ mới tham gia trong thời gian khoảng chừng là một tháng qua hay gì đó họ lo lắng cho nên họ đã cắt lỗ rồi và như thường vừa chia sẻ đó không phải là dấu hiệu xấu đâu các bạn đây là cái điều cần thiết để thị trường reset lại để chúng ta tiếp tục chúng ta có thể nhìn chung thị trường crypto ngày hôm nay đây thì vốn hóa bây giờ mức là 2,675 nghìn tỷ đô la các bạn thì cũng gần trở lại 2,7 nghìn tỷ rồi à, hôm nay đây chúng ta thấy được là BTC thì tăng 3.2 nhưng mà những o lớn đó thì có cái tăng có cái giảm các bạn chúng ta nhìn thấy được là trong cái top 10 này đó thì chỉ có BNB ngày hôm nay là tăng 3.3 XRP là 2.4 phần trăm Dogecoin thì không tăng trưởng nhiều các bạn Cardano là 1.4 nhưng mà còn lại đó thì chúng ta thấy được là không tăng tăng trưởng cùng với lại BTC và có một số bạn hỏi thuận về BNB ra thì thật ra ngay bây giờ thuận cũng đang lưu trữ một chút xíu BNB cho bạn trở lại à, trước đây ra thuận đã đổi hết tổng BNB qua Ethereum rồi bây giờ thì thuận tích lũy lại một chút xíu BNB nhưng mà không nhiều như xưa nữa đó chỉ là một phần nhỏ thôi thuận sẽ chia sẻ thêm khi mà thuận chia sẻ cái uh, danh mục đầu tư của thuận vào cuối tuần này và chúng ta nhìn chung đó, thị trường ngày hôm nay thì các bạn thấy được cũng có nhiều màu xanh khi mà chúng ta so sánh với đồng usd nhưng mà khi mà so sánh với lại btc đó, thì các bạn thấy được là hôm nay chủ yếu cũng là sự tăng trưởng đến từ btc khi mà so sánh với lại btc thì những cái đồng ocoin phần lớn cũng là màu đỏ ngày hôm nay và ngày mai ở Hoa Kỳ hôm nay Việt Nam đó thì Satoshi sẽ tròn 49 tuổi các bạn tại vì ngày 5 tháng 4 năm 1975 là ngày sinh mà Satoshi sử dụng khi mà đăng ký bí danh với lại Peer Foundation các bạn và các bạn đã nhìn thấy là ông lựa chọn quốc gia của mình đó chính là Nhật Bản nhưng mà Satoshi là ai đó thì bây giờ vẫn là một cái ẩn số các bạn và Thuận đã từng chia sẻ những giả thuyết ai có thể là Satoshi thì tuy theo các bạn hỏi ai nhưng mà Thuận nghĩ là khả năng đối thuần Thuận vẫn là học Fini chúng ta sẽ mãi mãi không biết đây là một người hay là một nhóm hay là ai đó nhưng mà các bạn thấy được là bất cứ gì xoay quanh Satoshi cũng có nhiều cái ẩn số trong đó và ngày sinh của ông cũng như vậy thì nhiều người đặt câu hỏi là tại sao mà Satoshi đây là một cái bí danh mà thôi thì tại sao ông lại lấy cái ngày sinh là ngày 5 tháng 4 năm 1975 thì có một khả năng là đây là ngày sinh thật của ông nhưng mà cũng có khả năng khác đó là nó mang ý nghĩa khác nữa các bạn. Các bạn thấy được là vì Bitcoin đó là vàng điện tử và phi tập trung, một cái lý thuyết phổ biến là ngày 5 tháng 4 là kỷ niệm của xác lệnh 6102 xác định mình thường đã từng chia sẻ với các bạn trước đây rồi xác lệnh này do tổng thống Franklin D. Roosevelt ban hành vào năm 1933 và xác lệnh này đã cấm người dân sở hữu hoặc tích trữ vàng dưới dạng tiền xu thổi và giấy chứng nhận mọi người đó chỉ được phép sở hữu một lượng nhỏ vàng trị giá là 100 đô vào thời điểm đó tôi nhớ 100 đô thời điểm đó bây giờ là khoảng 2.000 đô hay gì đó thì không phải là con số nhỏ các bạn nhưng mà không được lưu trữ tùy thích nữa sau khi mà có cái xác lệnh này và những người mà cần vàng trong ngành công nghiệp và một số người đại khác thì đương nhiên là có thể là tích lũy vàng nhưng mà người dân thường là không được nữa thì đây là một cái xác lệnh chúng ta đã từng nói đến trước đây rồi nhiều người nói đây là xác lệnh tịch thu vàng nhưng mà không phải các bạn đây là cái xác lệnh đối thủ nợ thu hồi vàng tại vì đó là cái thời điểm mà ngay sau khi mà chúng ta có cái đại suy thoái năm 1900 29 ở Hoa Kỳ và lúc đó đó thì đồng đô la gắn liền với là vàng các bạn. Chúng ta nói tới là bạn vì vàng trước đây, nhưng mà đó là một vấn đề lớn khi mà chúng ta cần phải bơm tiền vào trong thị trường. Các bạn thấy được là bây giờ của dịch bệnh hay là có thiên tai hay là chúng ta nói có suy thoái tài chính á, thì à, ngân hàng trung ương của Mỹ có thể là dễ dàng bơm tiền vào trong thị trường, nhưng mà trước đây thì không thể, tại vì để có thể bơm tiền vào trong thị trường thì cần phải có vàng. Nhưng mà trong trường hợp khẩn cấp á, mà không đủ vàng thì lại không thể in thêm tiền các bạn. Thì lúc đó tổng thống Franklin D. Roosevelt đã ban hành cái xác định này để mà thu hồi vàng và trả, thường nhớ lúc đó là trả theo giá thị trường và sau đó dùng số vàng đó để mà phát hành cái số lượng đồng đô la cần thiết để có thể là tiếp tục vận hành cái bạn và để mà cứu nền kinh tế. Và đó chính là ngày 5 tháng 4 thì có thể cái ngày 5 tháng 4 mà Satoshi dùng à, cho cái ngày sinh của mình là mang ý nghĩa đó. Nó kỷ niệm để mà nhớ lại là ngay cả vàng cũng bị tịch thu bởi chính phủ Hoa Kỳ trước đây các bạn không phải là một tài sản phi tập trung. Bitcoin là cái thứ duy nhất mà các bạn có thể thực sự sở hữu. Các bạn có Bitcoin, các bạn có khóa cá nhân trong tay đó thì không ai có thể đóng băng hay tịch thu được. Và nó có giới hạn tuyệt đối. Và một số bạn nói là làm sao chúng ta có thể biết được là sao này sẽ không có hơn 21 triệu bitcoin lỡ như Satoshi trở lại và ông nói bây giờ ông muốn có 210 triệu bitcoin thì sao? Vấn đề đó là cái sức mạnh bitcoin không phải là mã nguồn không thể sửa đổi mà sức mạnh bitcoin nằm ở chỗ là mã nguồn ai sửa đổi cũng được hết, không cần phải đợi Satoshi các bạn ngày hôm nay đó các bạn có thể tự sửa đổi mã nguồn uh, của bitcoin tại vì đó là mã nguồn mở mà các bạn chỉnh sao cũng được hết, các bạn muốn chỉnh bao nhiêu bitcoin cũng được nhưng mà sau khi các bạn sửa đổi rồi đó thì uh, các bạn từ sử dụng tại vì không ai chấp nhận cái phiên bản đó hết. Và trong lịch sử 15 năm qua của Bitcoin có biết bao nhiêu người đã từng ha phố các bạn họ chỉnh sửa cái phiên bản Bitcoin nhưng mà cuối cùng tất cả cũng chỉ là all coin mà thôi chúng ta chỉ có một Bitcoin duy nhất. Và có một bạn đã comment và đưa một ví dụ thuận cảm thấy là ví dụ đó cũng rất là hay. Chúng ta có thể nghĩ tới mã nguồn của Bitcoin giống như là luật chơi cờ vua. Các bạn có thể là không chấp nhận cái luật đó, các bạn có thể tự đưa ra luật chơi của riêng mình nhưng mà các bạn tự duy một mình tại vì sau đó thì không ai chơi với các bạn hết. Tại vì uh, mọi người chỉ sử dụng luật chơi cờ vua đã có từ bao nhiêu lâu nay rồi Nhưng mà chúng ta hãy trở lại với lại ngày sinh của Satoshi các bạn Thì tại sao ông lại lựa chọn năm sinh năm 1975 Một lần nữa có thể đó thật sự là năm sinh của ông Hay là nó mang ý nghĩa khác các bạn Tại vì vào ngày cuối cùng của năm 1974 đó Thì xác lệnh của Tổng thống uh, Gerald Ford đã chấm dứt xác lệnh 6102 Và đã bắt đầu có hiệu lực là từ năm 1975 làm cho việc sở hữu và lưu trữ vàng ở Hoa Kỳ trở nên hợp pháp một lần nữa. Cho nên đây cũng có thể là lý do tại sao mà ông lựa chọn ngày sinh của mình là ngày 5 tháng 4 năm 1975. Các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới. Và nói tới Satoshi đó thì gần à, đây thường cũng có thấy một vài câu hỏi liên quan đến máy tính lượng tử Nhất là chúng ta thấy được là có nhiều cái sự tiến triển trong cái công nghệ lượng tử Và nhiều bạn hỏi thuận là một ngày nào đó lỡ như mà chúng ta có máy tính đơn tử thực sự hữu dụng đó và có thể hát được Bitcoin thì sẽ ra sao? Thực ra đây là câu hỏi đã có từ rất lâu rồi các bạn và Satoshi đó cũng đã từng trả lời những câu hỏi này rồi. À, các bạn thì đây là cái câu trả lời của Satoshi vào tháng 6 năm 2010. Satoshi đã nghĩ đến một ngày thuật toán Sa 256 bị phá vỡ, vì thì Bitcoin sẽ ra sao? Satoshi nói đó thuật toán Sa 256 cực kỳ mạnh và sẽ là tiêu chuẩn trong vài chục năm tới. Như các Satoshi cũng biết là xa 256 đó là mạnh bây giờ nhưng mà vài chục năm sau có thể là sẽ có một thuật toán nó tốt hơn. Nếu như mà xa 256 bị tấn công và bị phá vỡ hoàn toàn đó thì tôi nghĩ chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận về block cuối cùng. Cái đó là lúc nào trước khi mà xa 256 bị tấn công, từ đó ha phố sẽ tiếp tục với thuật toán mới. Thì cái mà các bạn hiểu đó là chúng ta nói tới blockchain Tại vì các bạn hiểu là những cái lock Nó được tạo ra trung bình là khoảng 10 phút Rồi sau đó nó sẽ được kết nối với nhau Cho nên giờ là blockchain các bạn Nó được kết nối với nhau giống như là Một cái chain được kết nối với nhau gì đó Thì khi mà chúng ta nghĩ đến một ai đó Tấn công mà lấy bitcoin như là tấn công 51% đó Thì thật ra cái mà họ Chỉ có thể làm đó là khi cái Họ đã có thể tấn công 51% rồi Thì họ không thể dễ dàng Thay đổi lịch sử cũ đó các bạn Tại vì mỗi một lock là 10 phút mà các bạn có nghĩ đi Bitcoin đã 15 năm rồi thì có rất nhiều lốc và nếu như muốn thay đổi lịch sử đó thì họ phải có cái lượng hash rate cực kỳ khổng lồ và cần phải có lượng hash rate đó, đó liên tục một thời gian dài luôn cho nên cái mà họ chỉ có thể làm đó là chi tiêu gấp đôi nghĩa là từ cái lốc bây giờ trở lên mà thôi chứ rất khó để mà đổi những lịch sử của Bitcoin các bạn đó là điều mà các bạn cần phải hiểu ở đây nhưng mà nếu như điều đó xảy ra đó thì cái mà Satoshi nói là chúng ta chỉ cần lựa chọn cái lock mà trước khi bị tấn công rồi sau đó half fork rồi sau đó sử dụng thuật toán mới thì mọi thứ cũng sẽ tiếp tục mà thôi không ai mất mát gì hết các bạn và cái first liên quan đến máy tính điện tử đã, đã có nhiều năm rồi hầu như là năm nào tôi cũng nghe hết các bạn sự thật đó thì đây không phải là vấn đề của Bitcoin chúng ta đều biết là công nghệ đã sẽ liên tục phát triển cái đó là không có tranh cãi đâu các bạn nhưng mà đây không phải là vấn đề riêng của Bitcoin mà là vấn đề của tất cả công nghệ bảo mật hiện tại ngày mà chúng ta có máy tính lượng tử hoạt động hiệu quả đó thì ngày đó khủng bố sẽ có thể sử dụng để mà điều khiển máy bay từ xa xâm nhập vào mạng chính phủ để mà lấy cơm ở quốc gia và hát ngân hàng của bạn để mà lấy hết tiền chứ họ cũng không rảnh đâu để mà tấn công mạng lưới bịt khôi với cái máy tính mà có thể làm được những điều đó các bạn nhưng mà dựa vào những cái thông tin công nghệ lượng tử hiện tại đó thì ngày đó vẫn còn xa tại vì khi chúng ta nói tới máy tính lượng tử đó thường cũng đã làm một cái video trước đây rồi Thường không phải là một người mà chuyên về công nghệ nhưng mà thuận chỉ cần hiểu đủ để có thể hỗ trợ cho việc đầu tư mà thôi khi chúng ta nói tới cái máy tính thông thường đó, thì các bạn có thể nghĩ đến là một và không các bạn khi mà chúng ta nói tới bất cứ cái gì mà các bạn đang nhìn thấy trên màn hình đó, thì đều có thể quy ra một và không hết on và off nhưng mà cái Máy tính điện tử đó thì họ sử dụng gọi là qubit, qubit không phải là bit. Bit là 1 và không, Qubit đó thì có thể là vừa 1 vừa không cùng một lúc luôn các bạn cho nên nó mới thần kỳ như vậy. Nhưng mà cho tới bây giờ đó thì cái số lượng qubit cần thiết để mà phá vỡ những thuật toán như là SHA 256 đó thì còn khoảng thời gian rất là dài cho nên không phải là bây giờ đâu. Sự thật đó. Đã hiện nay chúng ta vẫn đang phát triển những thuật toán chống lại máy tính lượng tử song song với công nghệ lượng tử và tất cả. Các bạn có nghĩ đi cái máy tính bây giờ, tốc độ tính toán bây giờ so với lại cái đây giống như là chúng ta nói tới 40 năm đi thì khoảng cách rất là xa rồi bây giờ cực kỳ mạnh thì các bạn thấy là công nghệ bảo mật cũng đã nâng cấp lên để mà ngang hàng với là cái tốc độ tính toán bây giờ chứ không lẽ họ vẫn sử dụng những cái công nghệ bảo mật giống như cái tay ba bốn năm sau các bạn thì những cái máy bây giờ đã dễ dàng phá vỡ rồi thì máy tính lượng tử cũng là như vậy các bạn sẽ được uh, phát triển song song với lại công nghệ chống lượng tử và đương nhiên bao gồm cái bitcoin cũng sẽ chuyển sang thuật toán mới khi mà ngày đó đến máy tính lượng tử trong tương lai thôi nghĩ là cũng như những cái máy tính khác bây giờ mà thôi cũng chỉ là một cái siêu máy tính để mà phục vụ cho chúng ta đó là cái mà thùng muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến máy tính lượng tử tại vì thường thấy là cũng có nhiều bạn mới đến thị trường này và đây là câu hỏi rất là phổ biến cho nên thùng muốn dành ít thời gian để mà chia sẻ và hôm nay đó là ngày mà kỷ niệm cho nên thùng cũng muốn dành ít thời gian để mà chia sẻ cái phần này chúng ta bây giờ hãy nói tới những cái thông tin lớn ngày hôm nay đi thì uh, các bạn thấy là chúng ta có những cái tin tức liên quan tới Morgan Stanley các bạn Morgan Stanley là một cái ngân hàng đầu tư lớn đó họ quản lý uh, là khoảng uh, 5 nghìn tỷ đô la và chúng ta có một công ty khác nữa đó chính là cây uh, công ty UBS đây cũng là một ngân hàng lớn và họ quản lý là gần như là 4 nghìn tỷ đô la thì dựa theo tin tức vừa theo cái tin tức được chia sẻ đó thì uh, hai ngân hàng này họ đang tranh nhau để xem coi ai là công ty tư vấn có thể cung cấp dịch vụ Bitcoin Smart ETF sớm nhất. Đây là cái bước thứ hai chúng ta đã biết là gần đây đó thì cái hoạt động liên quan tới Bitcoin Smart ETF những như chúng ta thấy chỉ mới là sự bắt đầu mà thôi. Phần lớn đó những người mà mua Bitcoin Smart ETF bây giờ là họ tự mua, họ tự tìm hiểu rồi họ tự lên trên những nền tảng mà mua. Cái chúng ta nói đến bước thứ hai đó là chúng ta có những cái công ty tư vấn tài chính lớn như là chúng ta nói tới Morgan Stanley. Họ đã huấn luyện nhân viên xong rồi đó. Sau đó họ sẽ bắt đầu đi tư vấn cho cái thằng của họ để mà mua Bitcoin Bitcoin Smart ETF và đây là bước thứ hai các bạn cho nên chúng ta vẫn đang tiến tới và dòng tiền đó thì vẫn còn nhưng mà những bước kế tiếp sẽ lâu hơn các bạn bước 2 và bước 3. Và nói tới Morgan Stanley đây thì có thể là bạn không biết trước khi mà Thuận đến quận Cam này, Thuận chỉ mới ở quận Cam này khoảng chừng là 5 năm hay gì thôi các bạn Thì trước đó là Thuận làm việc cho Morgan Stanley tại Full Wall New York Và những người nào mà theo dõi kênh nhiều năm nay cũng đã nhớ là có một thời gian dài Thuận làm video New York chứ không phải là ở Cali Và đây là một cái kỷ niệm các bạn khi mà Thuận mới đến Morgan Stanley cách đây cũng đã nhiều năm và liên quan tới đề tài này đó thì chúng ta cũng có một trong những người nổi tiếng trong thị trường này đó chính là Eric Balchunas. Thì Eric Balchunas cũng đã nói là trên căn bản đó những công ty tư vấn tài chính ở Hoa Kỳ họ đã sẵn sàng rồi. Tại vì khi mà có một sản phẩm mới như là Bitcoin Spot ETF đó họ sẽ để riêng ra khoảng chừng là 90 ngày để mà quan sát trước khi mà tham gia và trên căn bản đó phần lớn họ đang chờ xem coi là công ty nào sẽ là công ty dẫn đầu giới thiệu Bitcoin cho khách hàng của họ hiện giờ đã thì nghe như là Morgan Stanley và UPS sẽ dẫn đầu và ước tính là bắt đầu tuần sau họ sẽ để cái sản phẩm này vào trong cái danh mục giới thiệu khách hàng của hai công ty này các bạn và Edward cũng nói là cho dù những công ty uh, họ rất là muốn giới thiệu bitcoin nhưng mà họ muốn quản lý rủi ro tại vì cái này nó khác so với lại các bạn chỉ để cây mã bitcoin vào trong cái nền tảng các bạn mà thôi rồi sau đó ai muốn giao dịch thì họ tự giao dịch như là Fidelity hay là Blackrock khi mà các bạn bắt đầu là tư vấn thì rủi ro nó sẽ cao hơn rất, rất là nhiều cho nên họ muốn xem coi ai là công ty đi đầu và sau đó tất cả sẽ cùng nhau nào đi theo sau các bạn lỡ như có chuyện gì đó thì ít nhất họ có thể nói là công ty kia cũng đã giới thiệu Bitcoin Spot ETF rồi họ chỉ làm theo mà thôi đó là nhận định đến từ Bloomberg các bạn và trước khi mà thuận tiếp tục tại vì chúng ta sẽ nói tới dòng tiền Bitcoin Spot ETF và nhiều thông tin nơi bậc khác đó thì có một cái sự kiện thuận muốn chia sẻ với các bạn đây là cái sự kiện giữa thuần Capital và sàn OKX và đây là sự kiện liên quan đến tháng tư thì tháng tư có gì cùng với là OKX và Thuận Capital thì có một sự kiện độc quyền đó nhận Bitcoin hai các bạn chúng ta cũng đã đến gần ngày Bitcoin hai rồi thì có một sự kiện là các bạn có thể trúng vàng thật 9999 và USDT cùng với OKX và Thuận Capital thì sự kiện này sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 cho đến cuối tháng này là ngày 30 tháng 4 và dành cho tất cả những người dùng mới cũng như là người dùng cũ của cộng đồng Thuận Capital tại OKX và các bạn chỉ cần đạt từ 10.000 trading volume để mở từ hộp quà đầu tiên và 100 hộp quà đó đều sẽ có thưởng có 3 phần quà một chỉ vàng 4 số 9 và hàng trăm các giải USDT nhận thẳng ngay khi mà mở hộp và ba gói training view theo năm dành cho ba top volume các bạn. Thì những bạn nào mà có hứng thú đó có thể bấm vào link bên dưới video này để tìm hiểu thêm hay là các bạn có thể tìm hiểu để mở tài khoản cũng như nhận được những cái ưu đãi đến từ thủ capital. Chúng ta bây giờ hãy trở lại với là tin tức ngày hôm nay thì các bạn thấy được là ngay bây giờ đó thì tình hình của Bitcoin Spot ETF cũng rất là lạc quan. Chúng ta nhìn thấy được hôm nay là ngày thứ ba liên tục mà chúng ta nhìn thấy là cái lực bán của Grayscale đã giảm xuống rồi Chúng ta nhìn thấy được là ngày hôm nay là 79.3 triệu đô la Và đã 3 ngày liên tục lực bán dưới 100 triệu các bạn Đã không thấy nhiều lực bán đến từ Grayscale nữa Và chúng ta thấy được là hai ngày qua thì đều là dòng tiền dương Và hôm nay khả năng cũng là như vậy Tại vì ngay bây giờ đó dòng tiền đang âm 40.6 triệu Nhưng mà chúng ta vẫn đang chờ đợi hai công ty lớn các bạn đó chính là BlackRock và Fidelity và thường các bạn thấy được là hai công ty này đó tuy theo ngày thường cảm thấy được là cái ngày mà BlackRock đó lấy vào nhiều tiền như là chúng ta nhìn thấy ngày 1 tháng 4 thì Fidelity lấy vào 44 triệu thấp hơn nhiều nhưng mà ngược lại đó có ngày thì chúng ta nhìn thấy được BlackRock chứ mới hôm qua chỉ thu vào có 42 triệu nhưng mà Fidelity thu vào 116 triệu cho nên hai cái công ty này gần đây họ thu vào đâu đó là khoảng chừng từ 150 tới 200 triệu thì khả năng hôm nay vẫn sẽ là một ngày mà có dòng tiền dương các bạn và nhìn vào dòng tiền dương trong vòng hai ngày qua thì rất rõ ràng là chúng ta không thấy dấu hiệu hoảng loạn và bán hồi đến từ phố Wall mà vẫn tiếp tục tích lũy. Đương nhiên đơn vị tiếp tục bán vẫn là Grayscale hiện tại. Và với cái mức giá hiện bây giờ đó thì hãy nhìn vào phần trăm có lời dựa theo tài liệu on chain từ Classno đó thì các bạn thấy được chúng ta bây giờ lại tăng thêm một chút xíu nữa thì chúng ta có thể rõ ràng hơn. Vẫn bên ngoài dù màu đỏ nhưng mà chúng ta đang ở mức là 93.4% hiện tại lại tăng ngược trở lên rồi các bạn, tại vì giá cao phục rất là nhanh và tuy đây là điều mà khiến nhiều bạn phấn khởi nhưng mà trên căn bản nó thuận thì muốn giá cả nó tích lũy một mức nào đó các bạn và thậm chí xuống từ từ, tại vì chúng ta mới thấy được chỉ số này nó có một cái sự reset đáng kể. thì nếu như mà giá xuống mạnh rồi tăng mạnh thì chỉ số này nó cũng không có ý nghĩa nhiều đâu các bạn, tại vì nó sẽ lên xuống cùng với giá, tại vì nó không có thời gian để mà điều chỉnh. chỉ khi nào mà giá ở một mức nào đó một thời gian dài thì chỉ số này nó mới có lợi cho chúng ta mà thôi. Bây giờ ra thì vẫn đang ở mức cao và chúng ta cũng có tin tức ngày hôm nay đến từ công ty Ripple các bạn công ty Ripple đó họ nói họ sẽ ra mắt một cái đồng stablecoin một đồng ổn định và đồng này đó là được neo theo giá của USD và sẽ được đảm bảo 100% bằng tiền gửi đô la công trái phiếu Hoa Kỳ ngắn hạn và các tài sản tương đương tiền mặt khác thì cái này nó cũng không có khác gì cái cách mà đảm bảo của tether hay là USDC đâu. Tại sao đó thì đơn giản thôi các bạn. Có hai lý do. Thứ nhất là phát hành stablecoin nó cực kỳ có lợi. Chúng ta có thể thấy được những công ty như là công ty Circle, công ty tether họ kiếm được biết bao nhiêu tiền. Thì tiền đó từ đâu mà ra thì đơn giản thôi, người ta phải đưa tiền để những công ty này in những đồng stablecoin và tiền đó, đó thì những công ty này dùng để mà mua công trái phiếu Hoa Kỳ và cái số tiền khổng lồ thì họ sẽ có được lợi nhuận khổng lồ hàng tháng các bạn cho nên đó là cái lợi ích khi mà một công ty phát hành stablecoin và lợi ích thứ nhì đó là các bạn biết là Ripple đó thì họ có một cái gọi là XRP Ledger đây là một cái blockchain của tổ chức Ripple và họ sẽ phát triển stablecoin ở trên cái blockchain này cùng với lại Ethereum và dựa theo tiêu chuẩn ERC20 của Ethereum các bạn và cái blockchain nào cũng cần phải có một cái stablecoin cho nên là họ mới phát triển cái dự án này và điều mà thuận cảm thấy thú vị đó là Ripple ra mắt stablecoin có nghĩa là họ cạnh tranh trực tiếp với XRP. <laughs> thôi đi giỡn mà thôi, tại vì các bạn thấy là đồng XRP đâu có tăng đâu nó cứ đứng yên một chỗ hoài. Thì trên các bạn họ đã có một stablecoin rồi. Các bạn nào mà là fan của XRP đó thì <laughs> đừng có quá vội vàng để mà comment nói gì hết tại vì bản thân thuận cũng là người lưu trữ XRP từ bấy lâu nay các bạn đáng tiếc XRP <laughs> không có di chuyển như chúng ta mong muốn nói tới đầu ổn định thì hôm nay cũng có tin tức đến từ công ty PayPal thì các bạn đã biết là PayPal ra mắt cái stablecoin là PayPal USD cũng là một đồng ổn định nhưng mà trong mạng lưới của PayPal mà thôi thì các bạn thấy được là bây giờ PayPal nói là có thể sử dụng tiền này để mà gửi xuyên quốc gia nhưng mà khi mà đọc kỹ đó thì nó cũng không hẳn gì đâu các bạn. Cái họ nói là ở trong cái phần chuyển tiền đó tại vì uh, PayPal họ cũng mua là một công ty tên là Zoom á, Zoom như mà nào mà uh, gửi tiền về Việt Nam đó thì sẽ biết đây là một công ty mà các bạn có thể dễ dàng kết nối ngân hàng rồi gửi tiền từ Hoa Kỳ Việt Nam hay là nhiều quốc gia khác. Thì trong cái ứng dụng Zoom này họ sẽ cho các bạn sử dụng đồng stablecoin PYUSD của PayPal để mà chuyển tiền. Nhưng mà trên căn bản các bạn không phải chuyển đồng PYUSD mà trên căn bản đó, các bạn chỉ đang chuyển tiền mặt mà thôi. Tại vì khi các bạn bấm chuyển đó, họ sẽ đổi đồng PYUSD ra thành đồng đô la cái thông tin kế tiếp thì muốn chia sẻ với các bạn đã cũng liên quan đến phố các bạn tại vì công ty Franklin Templeton đó, họ quản lý là 1,5 nghìn tỷ đô la và họ tin Oinos là động lực tích cực trong sự đổi mới của Bitcoin các bạn Oinos nhiều người nghĩ đơn giản đó là NFT trên mạng lưới của Bitcoin thì Bitcoin đó, đối với họ có nhiều lợi thế so với các blockchain khác đó chính là độ an toàn chắc chắn không phải là chứng khoán phi tập trung và cơ sở người dùng lớn của Bitcoin tạo ra lợi thế cho việc áp dụng rộng rãi thì chúng ta thấy được là đối với Oinos thì chúng ta đang có sự chia phe ngay bây giờ chúng ta có những người mà ủng hộ OINOS thích sự đổi mới hay là chúng ta có những cái người mà họ tin OINOS chỉ là những cái giao uh, dịch spam khiến cho mạng lưới Bitcoin chậm và mất tiền mà thôi và đương nhiên đối với thời đào đó họ rất là thích OINOS các bạn tại vì họ có thể kiếm thêm được lợi nhuận và bây giờ các bạn thấy những công ty forward họ cũng nhiên về là ủng hộ OINOS hiện tại và nói tới Arnold thì các bạn thấy được là Binance sẽ ra quyết định là họ sẽ ngưng cung cấp dịch vụ cho cái marketplace nghĩa là cái chợ Arnold của họ và họ nói là họ sẽ ngưng vào lúc ngày 18 tháng 5 năm 2024. Nếu như mà bạn có những cái Bitcoin NFT thì bạn nên rút ra khỏi cái chợ Binance NFT của họ tại vì họ sẽ không hỗ trợ nữa và họ sẽ không có hỗ trợ airdrop hay là bất cứ cái gì liên quan tới Bitcoin NFT sau ngày 10 tháng 4 năm 2024. Lý do tại sao đó là họ nói là họ cần phải tập trung vào những cái sản phẩm mà mang lại được nhiều lợi nhuận cho họ. Cho nên họ đã quyết định là sẽ không tiếp tục hỗ trợ Bitcoin NFT trên cái marketplace của họ nữa. Nhưng mà nào mà có NFT của Bitcoin đó thì nên rút gì ví của mình càng sớm càng tốt. Chúng ta cũng có cái tin tức liên quan đến công ty Galaxy các bạn. Đây là công ty của tỷ phú Mike Novarat. Thì uh, chúng ta thấy được là công ty Galaxy Digital đã có kế hoạch gọi vốn là 100 triệu đô la cho quỹ đầu tư mới. Đầu tư vào các dự án crypto ở giai đoạn đầu. Và cái quỹ này đó mang tên là Galaxy Ventures Fund. Một dự kiến là sẽ hỗ trợ tới 30 startup trong 3 năm tới. Với khoản đầu tư khởi điểm là 1 triệu đô la cho mỗi dự án. Và Galaxy Ventures thì các bạn biết cái quỹ này đã từ rất lâu rồi đã đầu tư khoảng chừng là 2 triệu USD vào hơn 100 dự án trong vòng 6 năm qua. Và bây giờ đã với việc mở cửa cho vốn đầu tư từ bên ngoài vào ra thì Galaxy hy vọng sẽ mở rộng hoạt động đầu tư của mình và tiếp tục hỗ trợ sự phát triển của hệ sinh thái crypto. Nguồn vốn đầu tư mạo hiểm vào những dự án crypto đã tăng 53% trong tháng 3 của năm nay rồi. Thì đương nhiên các bạn thấy là thị trường đang tốt. Chúng ta đang trong một bull run thì họ cũng đang tranh thủ để mà và huy động vốn hiện bây giờ Vốn trong crypto này Rất là kỳ lạ các bạn Trong thời điểm tốt đó, Thì các bạn chỉ cần uh, Hô một cái thôi Là sẽ có nhiều người chăm vốn Và cái số vốn rất là nhiều Nhiều hơn so với những công ty khởi nghiệp thông thường Nhưng mà khi tình hình xấu rồi đó, Thì cực kỳ khó khăn Kiếm 100 ngàn cũng rất là khó Chúng ta cũng có cái tin tức khác nữa liên quan đến nước Đức các bạn. Chúng ta có cái công ty gọi là DWS. Mới đầu đó, thường đọc, thường tưởng nơi chúng ta đang nói đến công ty DSW các bạn. Cái công ty mà bán uh, dép với lại bán giày ở Hoa Kỳ. Nhưng mà không các bạn, đây là công ty đầu tư. Một công ty quản lý khoảng chừng là 900 tỷ đô la và họ nói là họ đã ra mắt sản phẩm Exchange Traded Commodity hay gọi là ETC với sự hợp tác của Galaxy Digital Holdings để mà cung cấp cho nhà đầu tư quyền tiếp cận Bitcoin trên sàn chứng khoán tại Đức thì công ty DWS này cho biết là kể từ giao dịch Bitcoin đầu tiên vào năm 2009 thì tài sản này đã phát triển thành một tài sản được công nhận trên toàn cầu và cái sản phẩm mà nói đến đây đó là sản phẩm X-Tracker Galaxy Physical Bitcoin ETC hiện đã được niêm yết trên sàn Deutsche Börse với cái phí hàng năm là 0.35% thì có hai điều thú vị đây các bạn thứ nhất là họ gọi đây là sản phẩm physical bitcoin và đây là cái từ thường cũng nghe nói tới thường xuyên khi mà chúng ta thấy những cuộc phỏng vấn trên phố đó họ nói là không cái quỹ của tôi để đầu tư vào physical bitcoin nghĩa là bitcoin hiện thật các bạn nhưng mà chúng ta thấy bitcoin đâu có hiện thật đâu đâu có physical bitcoin chỉ có bitcoin trên mạng mà thôi cho nên lúc nào thường nhìn thấy cái chữ này cũng cảm thấy mắc cười khi mà họ gọi đó là một cái physical bitcoin bitcoin thật và chúng ta thấy cái phí hàng năm là điều thứ hai phí hàng năm cũng rất là tốt các bạn cái phí này thì cũng coi như cao hơn những cái phí ETF hoa kỳ một chút nhưng mà cũng không phải là cao lắm đương nhiên không cao bằng cái quỹ của Rayscale của bạn quỹ Rayscale là 1.5% mỗi năm cái này là 0.35 và ở Hoa Kỳ đây trung bình khoảng 0.25% mỗi năm thì nghe như đây cũng là một cái loại ETF nhưng mà ở Đức thì đây là một cái sản phẩm gọi là ETC một cái quỹ giao dịch trên sàn chứng khoán liên quan đến hàng hóa và hàng hóa đó chính là Bitcoin và người ta đầu tư chủ yếu thì cũng tương tự mà thôi muốn tiếp cận giá của BTC Chúng ta cũng có cái thông tin liên quan tới SEC các bạn. Tại vì hôm nay đó có tin là SEC đang trưng cầu ý kiến từ công chúng cho những cái đề xuất quỹ Ethereum Smart ETF của Rayscale, Fidelity và Bitwise. Thì đây là một trong những cái quy trình bình thường và là một phần của chiến thuật chi hoãn các bạn. Cũng không có gì mới mẻ đâu. Điều mà chúng ta muốn thấy đó là SEC tương tác với các công ty và ra dấu hiệu về việc văn bản cần chỉnh sửa như thế nào. Bây giờ nó vẫn chưa xảy ra cho nên khả năng được thông qua tháng 5 này đó thì đối thuận vẫn đang rất là thấp. Đương nhiên thuận là người mà lưu trữ nhiều Ethereum thì thuận sẽ nghĩ là sẽ không có được thông qua. Nếu như mà được thông qua thì còn gì bằng nữa các bạn. Chúng ta cũng có cái thông tin đến từ VNX Thì à, công ty VNX này cũng là một công ty mà các bạn thấy là đến từ phố Wall Nhưng mà gần đây họ rất là chú tâm vào crypto Và nói chung đó, thì đến bây giờ Thuận vẫn cảm thấy là có cái gì đó thú vị Khi mà chúng ta thấy là trên trang web của những công ty phố Wall Họ đã có những cái bài viết về crypto các bạn Mà không phải là riêng về Bitcoin mà ngay cả Ethereum Và họ bây giờ nói tới những cái mạng lưới tầng 2 của Ether Thì dựa theo cái sự chia sẻ của VNX ngày hôm nay thì các bạn thấy được là họ ước tính Các mạng tầng 2 của Ether Sẽ đạt tổng số vốn hóa thị trường Là lên tới 1.000 tỷ đô la vào năm 2030 Và họ nhấn mạnh những lợi ích Dự kiến từ bản nâng cấp EIP-4844 Được biết đến cái tên gọi là Blob Space Thì dự kiến này đã cắt giảm đáng kể Chi phí, đăng dữ liệu và mang lại Lợi ích tài chính cho những hoạt động ở trên tầng 2 Đó là cái cập nhật Dan Kuhn, chúng ta đã nói tới trước đây rồi Nói chung thì Next rất là bullish vào Ethereum Họ nghĩ là mạng lưới tầng 2 của Ether sẽ tiếp tục phát triển rất là mạnh và nói tới mạng lưới từng một của Ether đó thì gần đây đã có một bài viết được chia sẻ bởi bà lịch các bạn thì nói chung bà Thalic nói cái bước kế tiếp của Ethereum đó chính là the purge thì trên căn bản đó chúng ta thấy Ether vẫn đang từ từ tiến tới để mà cải tiến mạng lưới nhưng mà mạng lưới này nó đã quá lớn rồi cho nên cái tốc độ nó phải chậm lại các bạn cái tốc độ cải tiến cũng chậm lại tại vì có rất nhiều tiền và rất nhiều dáng ở trên Ethereum cho nên không phải là một mạng lưới nhỏ mà dễ dàng thay đổi nó phải thay đổi từng phần một và cái phần được thay đổi gần đây đó là chủ yếu cả tiến tầng 2 Kế tiếp sẽ là cải tiến tầng 1 Nhưng mà phải cải tiến tầng phần 1 Thì cái mà và Tha Liệt nói Đó chính là sẽ làm giảm đi Cái sự đòi hỏi là lưu trữ bao nhiêu bộ nhớ Nói chung đó, cái này là liên quan đến việc Là các bạn muốn chạy một cái máy nô Các bạn muốn tham gia vào mạng lưới Ethereum Thì trước đây các bạn cần phải lưu trữ nhiều những cái dữ liệu bây giờ đó có thể lưu trữ ít hơn khi mà chúng ta bước qua giai đoạn The post này thì sẽ khiến cho nhiều người có thể tham gia vào Ethereum để mà cống hiến hơn cũng như là sẽ khiến cho những người mà lưu trữ những cái máy nô đó sẽ trở nên phi tập trung hơn và từ từ đó thì mới đến những cái chiến lược khác giống như làm sao để có được chi phí rẻ hơn nhưng mà đối với lại Ethereum đó thì các bạn thấy được là phần lớn những cái dự án mới đó là nằm trên tầng hai của Ethereum và chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan tới Google các bạn và cái thông tin này liên quan đến Google đó họ đã đệ đơn kiện hai người hai người này đó để thuần đọc thử xem đọc được không tên là và người kia là hon nam chung các bạn thì hai người này họ đã tạo ra một cái ứng dụng lừa đảo và họ đã lừa luôn cả google bằng cách là khi mà họ điền đơn nó ứng dụng này là gì họ đã không nói đúng sự thật để cho google duyệt cái ứng dụng này lên trên cái google store các bạn và nhiều người đó tải ứng dụng này về à, sau đó nghĩ đây là một cái ứng dụng thật đây là một cái sàn thật rồi họ nạp tiền vào để mà giao dịch crypto nhưng mà khi mà rút ra thì rất là khó và cần phải trả phí để mà rút ra nhưng mà khi trả phí rồi cũng không rút được thì cái này cũng không biết là có phải liên quan đến một cái sự kiện gần đây hay không tại vì thuận nhận được ít nhất là ba email rất đáng tiếc từ ba bạn nói là được giới thiệu tham gia vào một cái ứng dụng gì đó và mới đầu tư nó đây là một cái sàn giao dịch và đầu tư bitcoin trên đó đó thì lời rất là nhiều và lời nhiều khi lên tới cả triệu đô la với một số tiền đầu tư ban đầu cũng khá là nhỏ nhưng mà khi mà rút mới đầu đó thì không vấn đề gì nhưng mà khi mà rút số lượng lớn tại vì thấy nó tăng nhiều đó thì cái ứng dụng đó lại đòi hỏi là người đó phải nạp tiền vào để mà đóng thuế hay là vì bất cứ lý do gì rồi có bạn đã đưa cho ứng dụng đó khoảng chừng là năm sáu ngàn luôn các bạn con số cực kỳ lớn thì rất là đáng tiếc nhưng mà thế cuối cùng cũng không có rút ra được thì các bạn cũng nên cẩn thận một cái sàn bình thường nữa thì không có lý do gì mà họ bắt các bạn phải nạp tiền trước khi các bạn rút tiền đâu và không biết cái này có liên quan đến những cái sự kiện đó hay là không nhưng mà google nói là họ sẽ không bỏ qua và họ sẽ kiện hai người này vì đã cố tình lừa gạt họ cũng như là lừa gạt người dùng và cái thông tin cuối cùng đó là liên quan đến Canada. Coinbase được cấp phép đăng ký tại Canada dưới sự quản lý của cơ quan quản lý chứng khoán Canada là CSA. Điều này có nghĩa là Coinbase hiện đáp ứng các yêu cầu khắc khe của nhà quản lý Canada các bạn. Tại vì Canada rất là khó, nhất là những cái nơi như là Ontario các bạn, cực kỳ khó cho nên nhiều sàn không hoạt động ở đó. Coinbase đó bây giờ họ đã đạt được cái tiêu chuẩn hoạt động ở Canada rồi Hiện bây giờ đó Thuần không biết các bạn có truy cập được vào Coinbase từ Canada hay là không Nhưng mà nào ở Canada thì có thể comment ở bên dưới Và đây là tất cả những thông tin mà Thuần muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Thuần hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Và Thuần sẽ gặp lại các bạn trong những video kế tiếp Tạm biệt các bạn